Ta chào họ, chào các bạn. Hôm nay, kênh tiếng Trung Chinese for Everybody sẽ cùng các bạn đến với bài học 24节气. Bài học này mang tên 24 tiết khí. Vậy thì tiết khí là gì? Và tiết khí có đặc điểm ra sao? Cách phân chia như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào bài học nhé. Trung Quốc tờ 24节气 sinh ý chống cung lợ. Nà sở mà sư 24节气 nè. 24 tiết khí của Trung Quốc đã được công nhận là di sản thế giới. Vậy 24 tiết khí là gì? Trong năm 2016 vừa qua, 24 tiết khí của Trung Quốc đã được UNESCO công nhận là kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Điều này cho thấy trí tuệ uyên thâm của người cổ đại trong việc tổng kết quy luật thời tiết để áp dụng vào đời sống từ hàng ngàn năm trước. 24 tiết khí là hệ thống lịch pháp truyền thống của Trung Quốc. Nó là bộ phận cấu thành quan trọng trong các hoạt động thực tiễn của người dân Trung Quốc. Trong giới khí tượng quốc tế, hệ thống lịch pháp này được tôn vinh là phát minh thứ 5 của Trung Quốc. Theo sau tứ đại phát minh quan trọng của Trung Quốc gồm la bàn, thuốc súng, nghề làm giấy và nghề in. 24节气 是根据太阳昼年运动轨迹指定的。人们把太阳昼年运动轨迹分为24等份，每一等分为一个节气。24 tiết khí được xác định theo quỹ đạo di chuyển hàng năm của mặt trời. Người ta chia quỹ đạo di chuyển hàng năm của mặt trời thành 24 phần bằng nhau và mỗi một phần là một tiết khí. Đôi khi có thể nói gọn là tiết. 古时候没有天气预报，人们就是靠24节气来指导农业生产和日常生活。Thời xa xưa chưa có dự báo thời tiết, con người dựa vào 24 tiết khí để định hướng cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt thường nhật. Và như các bạn cũng đã thấy ở trên màn hình, đây chính là hình ảnh mô phỏng cho quỹ đạo di chuyển của trái đất xung quanh mặt trời và tương ứng với từng tiết khí. 24 节气具体包括立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。24 tiết khí cụ thể bao gồm lập xuân, vũ thủy, kinh trập, xuân phân, thanh minh, cốc vũ, lập hạ, tiểu mãn, mang chủng, hạ chí, tiểu thử, đại thử, lập thu, sử thử, bạch lộ, thu phân, hàng lộ, sương gián, lập đông, tiểu tuyết, đại tuyết, đông chí, tiểu hàng, đại hàng. Khi đó ta có thể dịch ra tương ứng theo tiếng Việt là bắt đầu mùa xuân, mưa ẩm, sâu nở, giữa xuân, trời trong sáng, mưa rào, bắt đầu mùa hè, lũ nhỏ, chòm sao tua rua mọc, giữa hè, nóng nhẹ, nóng oi, bắt đầu mùa thu, mưa ngâu, nắng nhạt, giữa thu, mát mẻ, sương mù xuất hiện, bắt đầu mùa đông, tuyết xuất hiện, tuyết dày, giữa đông, rét nhẹ và rét đậm. Tiết khí là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của trái đất xung quanh mặt trời, mỗi điểm cách nhau 15 độ. Các tiết khí này có liên quan đến các yếu tố khí hậu và thời tiết đặc trưng của Trung Quốc. Trong quá khứ, người ta thường áp dụng 24 tiết khí để tính toán thời điểm gieo trồng ngũ cốc sao cho phù hợp với điều kiện thời tiết và khả năng sinh trưởng của cây trồng. Chỉ trung, lì, sự khai sự tờ y sự. Số dĩ lì chân, lì xia, lì chiu, lì tung, phần bỉa chiu sư chân xia chiu tung tờ khai sự. Trong đó, lập nghĩa là bắt đầu. Vì vậy lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông lần lượt là bắt đầu các mùa xuân, hạ, thu, đông.
Ví dụ như mùa xuân bắt đầu bằng tiết khí lập xuân, mùa hạ bắt đầu bằng tiết khí lập hạ, mùa thu bắt đầu bằng tiết khí lập thu và mùa đông bắt đầu bằng tiết khí lập đông. Tuy nhiên, cách phân định này chỉ đúng cho thời tiết ở các nước Bắc bán cầu trái đất xung quanh vùng Trung Hoa cổ đại. Tại các nước phương Tây, các mùa được phân định dựa theo các thời điểm như điểm xuân phân, điểm hạ chí, điểm thu phân và điểm đông chí. Phân 是一半的意思, 所以春天、秋天的一半 分别叫做春分和秋分. Phân có nghĩa là nửa hoặc là giữa, cho nên giữa mùa xuân và giữa mùa thu lần lượt được gọi là xuân phân và thu phân. 另外，像雨水、霜降、小雪等 phản ứng từ sự thiên chi, ở xiao mạn, mắng trung, tận, dỡ phản ứng từ sự nông do u từ trồng sú và sâu trồng chính hoàng. Ngoài ra, vũ thủy, sương giáng, tiểu tuyết, vân vân thì phản ánh thời tiết, còn tiểu mãn, mang chủng, phản ánh tình trạng trưởng thành và thu hoạch cây nông nghiệp. Xiao mạn, phản ứng từ sự 小麦已经是饱满了，但是还没有成熟。芒种是在六月六日前后，它是芒种的谐音，表明那个时候农民都忙着种植。Tiểu mãn phản ánh tiểu mạch, ý chỉ loại cây lương thực đã kết hạt nhưng chưa chín mùi. Còn mang chủng là vào khoảng thời gian ngày 6 tháng 6. Tiết mang chủng có cách đọc là mãn trung, thì đồng âm với từ mãn trụng có nghĩa là bận rộn trồng trọt, biểu thị vào thời điểm này người nông dân đang bận rộn trồng trọt. Theo lịch vạn niên, tiểu mãn là một từ ghép bao gồm hai từ tạo nên. Theo nghĩa Hán thì tiểu nghĩa là nhỏ, là bé, là chưa hoàn thiện, còn mãn nghĩa là sự đầy đủ. Có thể hiểu theo hai lớp nghĩa sau đây. Thứ nhất, phần lớn các tài liệu ghi chép tiết tiểu mãn là lũ nhỏ. Khi bước sang tiết lập hạ thì nhiệt độ ánh sáng được tăng cường, khối khí đại dương hoạt động mạnh mang theo hơi nước và gây mưa ở nhiều nơi, khiến cho lượng mưa và độ ẩm tăng cao. Vì thời tiết nóng ẩm mưa nhiều cho nên gây ra hiện tượng lũ lụt, nước sông dâng cao, nhiều con sông có lưu lượng nước dồi dào. Chữ mãn có nghĩa là sung túc, đầy đủ, thịnh mãn. Trong trường hợp này thì nó chỉ về lượng nước sông khá cao, không còn lo ngại về tình trạng hạn hán, khô khan, thiếu nước như những giai đoạn trước. Lớp nghĩa thứ hai, tiết tiểu mãn được giải thích là tình trạng các cây lương thực, ngũ cốc sắp sửa được thu hoạch hoặc bắt đầu kết hạt nhưng chưa thực sự chín mùi, giống như tình trạng cây ngô non còn dạng hạt sữa, hay tình trạng lúa trổ đồng, hạt còn mềm dẻo, bên trong có sữa, có thể dùng để làm cốm. Mãn nghĩa là đầy đủ, trưởng thành, chín mùi, còn tiểu nghĩa là chưa hoàn thiện hẳn hoặc là còn non. Tiết tiểu mãn thường được bắt đầu từ ngày 21 hoặc ngày 22 tháng 5 và kết thúc vào ngày 5 tháng 6. Tiết tiểu mãn là một thời điểm quan trọng trong 24 tiết khí bởi vì nó chấm dứt tình trạng khô hạn, thiếu nước sinh hoạt, sản xuất do nắng nóng đầu mùa hạ. Không những vậy, khi nghe tên của tiết khí cùng với những đặc điểm của mùa vụ gợi cho ta nhiều ao ước hứa hẹn về mùa màng tươi tốt, bội thu, no đủ, sung túc. Nhìn vào sơ đồ thể hiện 24 tiết khí thì ta có thể thấy tiết tiểu mãn nằm ở vị trí này. Và các bạn cũng có thể dễ dàng nhận thấy rằng trên sơ đồ này chỉ có tiểu mãn mà thôi chứ không có đại mãn. Và vì sao lại như vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu những quan niệm triết lý văn hóa sâu sắc đằng sau cụm từ tiểu mãn. Tiểu mãn tức là đầy đủ nhưng vừa vừa thôi, tức là cũng không đầy hẳn mà cũng không quá vơi, thể hiện nét văn hóa ứng xử đối với bản thân, đối với người, với vật đều lấy mức độ tiểu mãn là tốt nhất, là đẹp nhất. Ví như khi ta rót nước mời khách, chỉ rót đến mức nửa của ly nước thì thấy không lịch sự, không nhiệt tình, nhưng rót đầy ắp thì khách cho là chủ quá coi thường mình hoặc cho mình là tham, cho nên ta chỉ lấy mức đầy vừa đủ, tức là mức tiểu mãn,
Ví như ly nước có 10 phần thì ta chỉ rót khoảng 7 phần là hợp lý. Còn đối với bản thân mình, như hiện nay các nhà khoa học thường khuyên ta rằng nên ăn vừa đủ no, khoảng 7 trên 10 là tốt cho sức khỏe. Về mặt triết học, nếu rót nước đầy tràn ly, tức là đi đến giới hạn cuối cùng, không còn không gian để rót tiếp, phát triển tiếp, coi như một lần là xong, là hết, không còn khát vọng, hy vọng, không còn tâm lý chờ đợi ngóng trông, nhớ nhung lưu luyến, mà là đi đến điểm quá no, chán ngấy, chỉ muốn vứt bỏ. Cho nên, trong 24 tiết khí thì chỉ có tiểu mãn chứ không có đại mãn. Và thực sự thì cũng không biết thế nào mới là đại mãn. Vì thế, người xưa luôn gián tiếp dạy ta rằng không bao giờ cho là đã đủ đầy. Để chúng ta học hỏi từ thắng không kêu, bại không nản mà tiếp tục phấn đấu. Đây là lý do mà người xưa không đặt ra tiếp đại mãn mà chỉ dừng ở tiểu mãn mà thôi. Có thể nói đây là một nét văn hóa, một triết lý sống hết sức sâu sắc, thiết thực, một sức mạnh vô cùng to lớn ở khắp mọi việc, mọi nơi, mọi lúc, mọi tầng lớp con người. Còn về tiết mang chủng thì bắt đầu từ ngày 5 hoặc ngày 6 tháng 6 và kết thúc vào ngày 21 hoặc ngày 22 tháng 6 theo lịch dương. Ý nghĩa của tiết khí này nghĩa là ngũ cốc trổ bông, cũng là khi người ta nhìn thấy chòm sao tua rua mọc. Căn cứ vào đặc điểm của tiết khí trước là tiểu mãn, có nghĩa là hạt thóc, hạt ngô hoặc ngũ cốc đã hình thành sữa non, thì đến tiết khí sau, tức là tiết khí mang chủng này, thì chính là thời điểm các hạt ngũ cốc đã rắn chắc, mẩy già. Và khi các hạt này chắc, mẩy thì có thể đem thu hoạch được. Tại ngày đầu tiên của tiết mang chủng thì mặt trời nằm ở vị trí kinh độ 75 độ. Thời điểm này, nửa cầu Bắc hoàn toàn ngã về phía mặt trời, nên toàn bộ miền Bắc bán cầu nhận được nhiệt lượng và ánh sáng rất cao. Thời gian chiếu sáng của mặt trời kéo dài nên ngày dài hơn đêm. Bởi vậy tục ngữ có câu: đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Do đó, tiết mang chủng được đặc trưng bởi hiện tượng ngày dài, đêm ngắn, nhiệt độ và ánh sáng tăng cao. Trên bầu trời ban đêm xuất hiện một chòm sao rất kỳ lạ, đó chính là chòm sao tua rua. Chòm sao này xuất hiện vào thời điểm mùa thu hoạch lúa ngô, ngũ cốc. Chòm sao này còn được gọi là cụm sao thất nữ, chi nữ, là tên của một cung hoàng đạo trong chiêm tinh học phương Tây. Thực ra trước tiết khí này khoảng 2-3 tháng thì chòm sao tua rua đã xuất hiện rồi. Nhưng vì trước đó ánh sáng của nó rất mờ nhạt, khó quan sát cho nên ít người lưu tâm. Tục ngữ có câu: tua rua thì mặc tua rua, mạ già ruộng ngấu không thua bạn điền. Nghĩa là sau Tết Nguyên Đán, nhiều người không kịp làm đất để trồng trọt, có thể muộn hơn những nông dân khác, nên khi xuất hiện chòm sao tua rua này, họ cần nhanh chóng làm đất tốt, cấy mạ già, chăm sóc chu đáo thì có thể đạt được thành quả thu hoạch lớn. 现在有了天气预报，人们已经不那么依靠24节气了。但是像立冬、冬至等节气，人们还是会按照传统习俗来庆祝。 Bây giờ, với dự báo thời tiết, mọi người không còn phụ thuộc quá nhiều vào 24 tiết khí nữa. Tuy nhiên, vào thời điểm diễn ra các tiết lập đông, đồng chí, v.v. thì người ta vẫn đón mừng các tiết theo phong tục truyền thống. Nhưng đây, chúng ta cũng sẽ bàn đôi nét về tiết đông chí. Từ đông có nghĩa là mùa đông, còn chí có nghĩa là cực điểm, đỉnh điểm. Nhưng ở đây, cực điểm hay đỉnh điểm không phải là lạnh đến cực điểm, mà là chỉ vị trí của trái đất xoay quanh mặt trời. Người dân sống ở Bắc Bán Cầu trong ngày đông chí sẽ thấy ban ngày có thời gian rất ngắn. Đến sau đông chí thì ngày mới bắt đầu dài dần ra. Ngược lại, người dân ở Nam Bán Cầu sẽ có ngày rất dài. Theo sử sách ghi lại, vào thời phong kiến, đến ngày đông chí, vua quan sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc trong vòng 5 ngày. Còn trong các gia đình người dân, mọi người cũng sẽ cùng nhau diễn tấu các loại nhạc cụ để cùng chung vui. Cho đến tận bây giờ thì tiết đông chí đã trở thành phong tục tập quán, một kỳ nghỉ tràn đầy ý nghĩa không thể thiếu trong văn hóa Trung Quốc. Đây cũng là cơ hội cho những ai xa gia đình được trở về đoàn tụ với gia đình. Tới ngày tiết đông chí,
thì các gia đình người Hoa ở khắp nơi trên thế giới thường nghỉ ngơi, tổ chức các lễ hội cổ bàn để cúng tế thần và ông bà tổ tiên của mình. Còn tại Trung Quốc đại lục, vào thời điểm Đông Chí, ngày ngắn nhất còn đêm lại dài nhất, nên đây được xem là cột mốc chuyển dịch quan trọng trong quy luật tự nhiên. Qua thời điểm này, bóng tối vốn mang khí âm sẽ phải nhường chỗ cho ánh sáng đầy dương khí, tiết trời sẽ rạng rỡ hơn bao giờ hết. Ngoài ra, khi Đông Chí đến cũng là thời điểm báo hiệu một chu kỳ năm sắp kết thúc. Mùa đông sau ngày Đông Chí kéo dài 9 lần 9 là 81 ngày. Điều này được ghi nhận trong truyền thống dân gian Trung Hoa. Theo đó, mỗi mốc 9 ngày đại diện cho một giai đoạn khác nhau của mùa lạnh giá này, nên được gọi là mục cửu. Để đánh dấu mỗi khi qua các ngày cửu, thì người dân Trung Quốc thường họa bức tranh hình cây anh đào với 9 bông hoa để trắng, rồi treo lên trên tường. Mỗi cửu đi qua, một bông hoa sẽ được tô màu đỏ. Và ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh tượng trưng ở phía bên trái của màn hình. Phong tục này được gọi là họa cửu, còn tranh thì có tên gọi là mai hoa tiêu hàng đồ. Khi mùa xuân đến, bức tranh sẽ rực rỡ sắc màu kịp lúc đón xuân về, khi muôn hoa đua nở. Từ xa xưa, Đông Chí rất lạnh nên thường diễn ra cùng với các loại thực phẩm giúp giữ ấm cho cơ thể. Và với lãnh thổ rất rộng lớn thì cũng có sự khác biệt trong truyền thống giữa vùng miền ở Trung Quốc. Ở phía Bắc lạnh lẽo thì người ta thường ăn món chèo thư, tức là món sủi cảo, hoặc là quẩn thuẫn, món hoành thánh. Trong khi miền Nam có tập tục ăn thang duyển, tức là món chè trôi nước. Và những món ăn này đã dần trở thành món ăn truyền thống trên khắp Trung Quốc cho tới ngày nay. Những món ăn này, ngoài việc giúp cho người ta cảm thấy ấm áp khi ăn, thì còn có hình dạng vo tròn hoặc là viên tròn, giống như bao tiền vàng, với màu sắc ấm áp, ngụ ý tượng trưng đem lại nhiều điều may mắn. 我们今天就学到这里哦。 Và bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. 我真希望今天的内容会对你们有所帮助。 Mình rất hy vọng rằng nội dung của bài học ngày hôm nay đã hữu ích cho các bạn. Nếu thấy bài học hữu ích thì các bạn có thể điểm赞, nhấn nút like, hoặc là lưu diễn, comment, hoặc là chuyển pha, share và đăng ký. Nhớ đăng ký kênh để tiếp tục nhận được nhiều bài học hay và hữu ích hơn nhé. 好了, 我们下次再见!